lúc mà bắt cá xong xuôi rồi nó mới lên tới. Tưởng là em kịp bắt cá cùng mọi người. Mà hơi là không có Juno quá anh Phong ha. Chứ nếu mà có Juno thì chắc cá nó chạy. Không, nó không có chỗ để chạy chứ. Mọi người không có tin em á hả? Em bắt được nhiều cá lắm. À dạ, ok. Thôi anh tin, em tin. Nó trong tiếng thì thôi. Cơm nước vừa mới bưng lên, giám khảo mời vô. Tuyệt vời quá, giờ dễ hay quá trời luôn á. Là em canh rồi, em canh đúng cái giờ. Vô luôn nè. Ăn trưa là mà em vô, tại vì đi xuống đây cũng tốn kém quá cho nên em không đủ tiền mua đồ ăn. Dạ. Bên đây ba con đã nuôi mình được. Dạ. Toàn đồ ăn xin không đó. Hả? Toàn đồ ăn xin. Đó là cô già nói là vậy đó. Đồ ăn cho anh. Đồ ăn đi xin. Anh chỉ gợi ý rồi chứ em đâu có xin. Anh Phong giới thiệu dĩa cá đi anh Phong. Cũng chưa dám giới thiệu lắm. Dĩa cá này là mồ hôi nước mắt của hai gia đình. Là sáng bắt đây hả? Đúng rồi. Ghê vậy? Không, bắt được nhiều hơn, mấy ký luôn, chắc phải 4 ký hơn. Rồi, chú Nam tự nhiên nha. Dạ, rồi. Xin mời cả nhà. Châu, không biết mấy khi mà có được bữa ăn chung kiểu này á. Khó lắm. Khó lắm luôn á. Sáng con có bắt được con cá nào không Môn? Không quá. Khó không hả? Có một đống chết hết à. Chú Nam lên lúc nào? Giờ em lên cái lúc mà bắt cá xong xuôi rồi nó mới lên tới. Tưởng là em kịp bắt cá cùng mọi người. Mà hơi là không có Juno quá anh Phong ha. Chứ nếu mà có Juno thì chắc cá nó chạy. Không, nó không có chỗ để chạy chứ. Chật á. Em chận lại rồi. Ha. Ủa mà em tưởng anh Nam là buổi sáng tới rồi mà ta. Buổi sáng tới rồi. Trọng tài gì đâu tới cái game xong mà cái đi mất tiêu. Đến vội vàng đi vội vàng. Đồ ăn là mọi người nấu luôn hả? Đúng nè, rồi. Cá nè, canh nè. Rồi là đúng cái hồi nay mình riêng là nhất sinh hả anh Đạt? Như em với anh Đạt được trước là tự túc không luôn á. Làm thật việc thật luôn á anh ha. Xin tự nhiên quá. Được đó, tụi em đi tham gia để nhất sinh. Nhất sinh. Đội Minh Đông ai cũng bắt rồi, nhưng thì có một người mặc cái quần ủng đó. Một người duy nhất. Người áo đỏ đó. Có nghĩa là sợ bùn lầy đó. Em thấy mặt chị cũng có dính bùn này nọ thứ mà em. Thì em thì cũng lâu cũng đã lấy bùn đắp lên nhìn cho nó có vẻ mệt nhọc chứ thôi. Mọi người không có tin em á hả? Em bắt được nhiều cá lắm. À dạ, ok. Thôi anh tin, em tin. Có trong tiếng thì thôi. Ngày hôm nay là em sẽ có góp cùng với mọi người á. Nên là có gì tôi mang em. Ủa em là giám đốc âm nhạc của chương trình mà cũng bị tịch thu hết tiền bạc nữa. Tịch thu hết, em không còn cái gì hết ngoài cái điện thoại để chúc em còn làm việc với mọi người. Đó là chị. Em đồng cảm á, cái này là chương trình sinh tồn á. À. Tụi chị bị tịch thu hết tiền bạc rồi. Ngày trước em cũng đi tham gia để nhóm mùa sinh với anh Đạt, em cũng tôi mang anh Đạt mà bây giờ hôm nay. Ô. Trời, đối thủ đừng lên nói như vậy chứ. Đối thủ ơi. Em có cu mang chồng chị hả? Có. Không, nói ngược lại á. Rồi thì hôm bữa vợ chồng anh Quỳnh Đông có tới đây ba người thì họ ở một ngày thì họ có gửi chi phí là 250. Là người lớn 100, người nhỏ 50. Nhưng mà gia đình anh Phong thì đến tận 5 người. Mà hôm qua tới giờ thì... Vẫn chưa thấy gì à? Rồi bây giờ thêm em nữa thì... Con nói về việc là phụ giúp việc nhà rồi các thứ rồi mà vẫn cứ nhắc hoài thôi. Thật ra là... Ở đây là chủ yếu là tình thương miếng thương thôi, nhà mình có nhau mà. Đúng, nhưng mà người ta sống ở dưới này cũng lâu rồi quen á. Nhưng họ cũng cần chi phí. Không, giờ thì mê. Nhà mình có nhau là một chuyện, nhưng mà nhà mình có ăn là chuyện khác nữa em. Nặng. Để em biết em ăn vừa vừa thôi chứ nặng quá em ăn lát nữa nó sụp mắt. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thử phổ biến vài cái nha, sơ nha. Thì cái khâu của mình có giống như nè, dàn dựng sân khấu, trang điểm make up,
Và cái quan trọng nhất là mình phải truyền thông làm sao để mình kêu gọi được khán giả tới xem mình biểu diễn tối nay. Mọi người sẽ cùng nài nỉ ban tổ chức cho mình những cái loa hay chiếc xe máy gì đó. Mình sẽ đi mình rao khắp đường. Y chang rập xiếc lô tô hồi xưa. Đúng rồi. Là tối nay một đêm duy nhất có ca nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nam nữ diễn viên Minh Đạt, Mỹ Dạ. Chẳng hạn vậy. Bây giờ mình 4.0 rồi mà mình vẫn phải đi rao vậy ha. Đi đúng, nó bây giờ quả vậy. Bây giờ mình không còn cách nào khác để truyền thông. Em ơi, livestream á em chỉ có thể phát được mà. Em nghĩ là tụi mình cũng phải đi rao nữa, tại vì những khán giả mà xem livestream mọi người nó sẽ không rộng như những người xung quanh ở đây. Ví dụ cô chú người ta sẽ không biết là mình có livestream như thế nào. Thôi đi loa thật đi. Loa thật. Em nghĩ là đi lên xe xong rồi anh em cầm cái loa mình loa mình đọc vậy á. Bây giờ ban ngày thì đi rao bán vé rồi tối diễn luôn hả? Chương trình mình thiếu kinh phí đến vậy sao? Thậm chí những khâu tổ chức sân khấu, make up mình cũng phải tự làm. Hay mà cái việc này là dạ giỏi ha. Ở đây là rapper, ở đây là ca sĩ, nhạc sĩ. Thì cũng được nhưng mà em sẽ tránh mà. Chị Ly, giọng chị cũng tốt mấy lúc mà la các cháu đó. Nhưng mà chị không có ngôn ngữ, vậy không có linh hoạt. Đúng rồi. Ai đồng ý là dạ đưa tay lên nè. Thôi thế này, em nghĩ là để cho công bằng, chúng ta sẽ chơi lô tô. Dạ, ai mà kinh thì người đó sẽ có quyền được chỉ đạo từng người làm theo nhiệm vụ gì. Đúng. Ok không? Để con nó công bằng. Nếu mà chơi lô tô mình gọi bình thường thì nó rất là nhàm chán. Mình phải kêu một người chuyên về lô tô để kêu số để mình chơi nó mới hấp dẫn hơn. Có luôn hả? Tối nay diễn văn nghệ thì vợ chồng em có góp vui một tiết mục hề hước vui nhộn và có sự hỗ trợ từ phía Tiêu Minh Phụng. Yeah. Cho nên là bây giờ mình sẽ gọi Tiêu Minh Phụng đến đây để hỗ trợ mình chơi lô tô. Quá tuyệt vời. Ok, quá tuyệt vời. Alo Phụng ơi. Dạ. Em xuống tới Long An chưa? Em đang bên khách sạn. Thì bây giờ vậy nè, tụi chị có một cái phần chơi lô tô nhỏ nhỏ. Đang muốn là nhờ em qua hỗ trợ hát lô tô, có ok không? Chơi vui thôi đúng không chị, chứ không có làm gì đúng không? Không, đâu có làm đâu, chơi vui thôi. Lương cao lắm. Anh chị ăn cơm xong là em qua tới nha. Ok. Chào cả nhà. Hello. Dạ, ok, vô. Ô Tiêu Minh Phụng. Trời ơi. Sao rồi bạn tươi? Oh yeah. Em ơi, cho chị cái sticker nhà mình có nhau. Con số gì đây gì ra con mấy còn mấy gì đây. Chà, đủ mặt quá trời, khách tới nhà không trà cũng bánh chớ. Đây. Bánh ngon lắm đây. Yeah, ủa cái bánh màu xanh này chưa ăn nè. Bánh này bánh mới nè. Ốc quế. Hương gì anh, này là hương gì anh? Hương này là hương bánh quế lá dứa. Quế lá dứa. Trời ơi cái này ngon lắm á, bánh này dễ ăn lắm á. Trời này mà ăn mà chơi chơi ha, rồi coi phim nữa ha. Bây giờ chơi lô tô nè. Nãy giờ ba mua bánh quế mà quay lại hả? Hết trơn không còn cái. Rộn ràng. Mấy đứa nhỏ. Tối nay là mình còn diễn nữa. Bữa nay giống Tết quá. Giống Tết quá.